나한테 거까지 가는데 5천이지. 매일 왔다 갔다 하는 거야? 매일 여기 절에 가 엄마? 여기? 아니 거기. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay hai vợ chồng mình có công việc đi hẹn gặp mẹ chồng mình cho nên là bây giờ đang lái xe tầm khoảng 1 tiếng. Đến đây thì là vào một cái ngôi chùa cho nên là đường từ nhà mình lên đây thì hầu như là toàn đi qua núi thôi. Bản đồ 4 xung quanh thì mọi người để ý rất là hoang vắng, kiểu không có ai người ta đến mấy đấy. Mọi người sau gần hơn 1 tiếng lái xe thì bây giờ mình đã đến nơi. Rất là yên tĩnh mà anh chồng bảo cái khu này lúc là giữa núi luôn, không khí trong lành rất là thoáng mát. Bây giờ là mẹ mình đã đến đây, chưa biết là bà đã đến chưa, tại vì mẹ mình sẽ đi ấy, đi với lại xe của cái nơi mẹ mình hay đi ấy. Chứ không đi xe riêng cùng với vợ chồng mình, cho nên là tí nữa sẽ gọi điện. Móng nay mẹ làm sao mẹ mình lại để quên điện thoại ở nhà, xong rồi lại nhớ mỗi số điện thoại của cô thôi, xong rồi bảo nhắn cho cô là có gì thì gọi cho cái bác bên cạnh ấy, đi cùng mẹ mình. Xong rồi anh chồng mình lại quên điện thoại ở nhà chứ, hai mẹ con đều quên. Ôi, mình mang. Ui, người ta đang gõ mõ ở bên trong rồi mọi người. Cái xe gọi là xe khách du lịch. Tí nữa điện cho mẹ xem mẹ đang ở đâu. Xong mẹ mình đã dặn trước là đến đây chỉ cần nói tên mẹ với tên bố chồng mình ấy là người ta dẫn xem là chỗ nào là để thờ cúng ông ấy. Rõ ràng là dự báo thời tiết không mưa mà cứ kiểu âm y, xong lên đây kiểu nặng độ cao. Mọi người vừa nãy ấy, đi mấy cái ngọn núi kia xong rồi mây, có nhìn thấy mây mà. Không khí trong lành yên tĩnh, chim hót véo von. Mà để nói một chút về cái mục đích hôm nay hai vợ chồng mình cùng mẹ chồng đến đây á, là từ bắt đầu từ năm nay là mẹ chồng mình là sẽ đưa cái gọi là đưa linh hồn của bố mình là gửi vào chùa mọi người. Mộ thì nó vẫn để nguyên ở chỗ dãy đấy, còn linh hồn của ông là kiểu mời về chùa ấy. Từ trước đến nay thay vì mà mình cúng bái ở nhà con trưởng thì từ nay trở đi sẽ gửi vào chùa, thì là chùa người ta sẽ thay thế mình hàng tháng ngày 18 âm là cái ngày gọi là ngày lành ấy, ngày lành tháng tốt là người ta sẽ cúng một lần, hoặc là những ngày lễ trung thu rồi ngày cúng ngày mất hoặc là ngày Tết ấy thì là ở chùa đều làm chứ mình không phải làm ở nhà nữa nhá. Và hai vợ chồng mình cũng vào đây thì tận mắt mới thấy là rất là nhiều người ta đã làm cái kiểu như thế này từ rất là lâu đời ngày xưa rồi. Mọi người để ý mỗi cái bức tượng này là sẽ có cái tên ở bên trong, là những tên của người mất là người ta gửi vào đây, xong rồi đến cái ngày nào ấy con cháu có thời gian đến thăm thì là mình sẽ nói với người xưa là tên của ông bà bố mẹ tôi như thế này, thì người ta sẽ dẫn đến để cho mình gọi là thỉnh lễ đó. Và ở đây thì không những là chỉ có những người mất rồi mà mình có thể gửi gắm luôn. Ví dụ như nhà mình thì có mẹ chồng năm nay 82, mẹ mình thì cũng đã gửi tên của mẹ vào đây rồi, để sau này ví dụ như có chuyện gì ấy, thì là mình sẽ liên hệ với nhà chùa xong để người ta làm cho hai ông bà kiểu ở cùng với nhau ấy. Hai vợ chồng mình thì là đi xe riêng, còn mẹ thì là sẽ đi cùng với lại các cụ đi bằng cái xe du lịch to đấy. Lúc về thì là cũng chỉ có hai vợ chồng mình về trước thôi, còn bà thì sẽ đi cùng với các bạn trong hội. Mới đầu bảo mời bà về cùng để mình chở bà về tận nhà nhưng mà mẹ mình không thích. Bà bảo là buổi trưa đây là người ta dẫn mình đi ăn nhà hàng ở những quanh cái vùng núi này, toàn cái món ngon với kiểu có người già thì nó vui hơn đi với mình ấy. Thỉnh thoảng thì cũng làm nông nghiệp nhưng buổi sáng buổi tối thì là tranh thủ làm một tí, chứ còn hết cái giờ nóng đấy thì là mẹ mình lại lên đây. Nhưng mà cũng trộm vía là từ ngày mà đi đây gặp mọi người ấy, thì mình để ý là mẹ mình ăn mặc là cũng diện hơn này, thỉnh thoảng tóc bạc của nó nhiều quá thì là mẹ mình cũng đi nhuộm hàng tháng đó. 아, 지금 안에 있다는데 지금 우리 조그마한 게 있잖아. 자 크게 해 뭐 크게 다 있단 게. 이게 나중에는 점점 커질까 몰라. 이제 하지만 안 했어만. 아니 나는 안 친데 거기 또 올라가. 자꾸 올라가. Chốn giờ bây giờ là mẹ mình đang kể là có người mà người ta điều kiện tốt, người ta nhiều tiền ấy, thì người ta sẽ mua những cái bức tượng to thì giá của nó sẽ gấp đôi gấp ba, xong rồi gửi gắm vào đây. Nhưng mà mình để ý thì hầu như là toán đến bức tượng nhỏ nhỏ thôi thì nó cũng rơi vào tầm 2 triệu, là đấy là trong một năm người ta sẽ quản lý cho mình, xong nhiều khi cũng cúng này. Với lại trước khi về thì là mẹ mình bảo là hai đứa uống 3 ngụm nước ở đây, mình cũng không hiểu là kiểu để may mắn hay sao ấy, mà không phải múc ở bên dưới mà hứng từ cái chỗ con ruồi nó chảy ra này. Thế là anh chồng mình không biết gì, thế nhưng mà bảo mẹ bảo là uống cái này thì được may mắn, thế là cũng uống thử gọi là 3 ngụm ở đây. Với lại cái nguồn nước này thì mình để ý là nó chảy từ dưới chân núi xuống ấy, cho nên là không có qua xử lý hoặc hay là chất tẩy hay là chất độc hại gì thế. Mẹ anh bảo là cứ uống luôn cũng được, uống để lấy may mắn cho cả năm ấy. Rồi bây giờ hai vợ chồng mình cũng đến giờ trưa mọi người ơi, tạm biệt mẹ. Mẹ sẽ đi cùng với các cô, các bác ở dưới đấy. Sau đó vợ chồng mình đi tìm đồ ăn trưa. Ở cái tỉnh này thì nó nổi tiếng là cái tương đỏ ấy mọi người. Cái tỉnh này gọi là Xuân Trăng, rất là nổi tiếng với cái tương đỏ, cho nên đang tìm cái chỗ ăn cơm trộn.
trường 살래? 아니. 아니 뭐 식당 어디야? 네. 응, nhưng mà chưa tìm thấy chỗ ăn. Anh chồng bảo có mua cái tương đó không? Bảo không, tương đó có ăn mấy đâu mua. 곱창만 팔아. 다 산적. 어, 이게 풍경 này tuyệt vời luôn mọi người ơi. Như kiểu cảm giác với tâm trạng mình nó thoải mái luôn, ngay trên đỉnh núi là vẫn còn mây kìa. Không biết giờ này mới có chưa đến 11 giờ mà hôm nay chủ nhật, mình nghĩ là nhiều nhà hàng người ta đóng cửa ấy, tại vì bên Hàn Quốc nếu mà có mở thì cũng phải tầm 11 giờ 11 rưỡi, sau đó chủ nhật cũng nhiều quán đóng cửa nữa. Rất là cổ kính và truyền thống. Truyền thống. Ông bạn nhớ cái imo ăn ông đấy. Có tên imo có 있어? 없어. 어떤 파는 이모? 응. 있지. 체험관 있고 막 밥 먹고. Mình đã bảo hình như là ở tỉnh này có một gì là gì út của mẹ chồng mình ở đây. Hàn Quốc không có. Người ta đang xây dựng như là kiểu cái nơi để cắm trại ấy mọi người. Rất là nhiều mình trong cái hình thù trông dễ thương nhỉ. Nhưng mà đang thi công chưa có xong. Ngay dưới chân núi. Như kiểu những cái khu nghỉ dưỡng. Vợ chồng mình đã vào một nhà hàng ở gần đây mọi người. Hôm nay thì sẽ ăn món cổ truyền. Kiểu dạng truyền thống của Hàn Quốc ấy. Ngày xưa là người ta sẽ ăn nhiều món ăn ăn kèm như thế này này, chả cá này, mỗi loại có một tí thôi. Và đây là một cái món canh mùa hè, lạnh ngon lắm, cũng kiểu truyền thống Hàn Quốc nhỉ. Vẫn còn một số món chưa ra nha mọi người, đợi tí nó ra cùng mình ăn. Tục một mâm nữa mọi người ơi. Này nó có hai người á. Nhiều khi ở nhà mình có được ăn những cái món này đâu. Mua thì cũng có nhưng mà thích ăn những cái kiểu truyền thống. Hôm nay đến những cái nơi là kiểu thiêng liêng như này. Vùng núi, không khí trong này, xà lách các thứ. Nguyên một mâm mới không? Mà giá lại rẻ nha, có 10.000 thôi. Bây giờ mình sẽ gọi thêm cơm là được. Cơm mỗi người một bát, lá kim, trứng, kho. Chỗ này có 20.000 mỗi người, 10.000 rồi nhỉ. Anh chồng mình đang khen ngon đấy. Nhiên không thể thiếu cơm và canh mọi người ơi. Mọi người bát canh cũng này, canh truyền thống. Quá ngon, quá nhiều ấy, vừa ngon vừa nhiều. Anh chồng mình vừa ăn vừa khen. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài đẹp lắm, ngay ở cái ngọn núi to. Ăn cái món gì ngon cũng ừ đều nhỉ. Ăn xong bây giờ ra ngoài ngắm hoa cho nó tiêu hóa một tí rồi mới về mọi người ở chỗ này. Anh chồng mình đang bảo là mẹ mình tìm được cái chỗ an nghỉ cho bố chồng mình quá là tuyệt vời. Không khí trong lành, yên tĩnh, không quá ồn ào náo nhiệt. Ê, buổi sáng sớm trẻ con đã chạy xe kìa. Và ấn tượng nhất như vừa nãy mình đã nói, cho cái ngọn núi kia vẫn còn mây còn sương. Bây giờ mà về nhà mình là phải đi lái xe bao nhiêu, hơn một tiếng nữa mới đến. Wow. Rồi, lại nhớ Minh Chu đông hồi bé xong này chạy xe này. Rồi mọi người, bây giờ mình đang đến quán Việt Nam thì hôm nay là có hẹn với lại em Mộng Thị Trang. Trang đi một cái một người bạn nữa, hai chị em đang đến đây để ăn món Việt. Yến à? Yến bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Ba vợ trẻ nhỉ? Hiện giờ chưa có người yêu. Chưa có người yêu mới có bé gái cấp 2 thôi. À, hôm nay cuối tuần Trang được nghỉ cho nên là rủ Trang đến đây hai chị em ăn cơm. Này vào đây em ơi. Xả tay được chưa? Ờ. Xả nhá. Vào. Rồi Trang này có cái đầm. Đầm gọi là công túa rồi. Quán hôm nay mình đến là quán Việt Food. À, quán chuyên bán đồ Việt Nam mọi người. Đến đây ăn mấy lần rồi bảo Trang bao giờ rảnh nhỉ? À, chị dẫn đến mà hôm nay nó mới rảnh. Đấy, xinh chưa? Trang này gầy lắm Trang này. Gầy nhưng mà gầy đẹp. Người ta muốn gầy không được. Vừa khen vừa chê. Nó đùa khen, đẹp lắm. À hôm nay thì là nhà mình sẽ ăn món cháo lươn nha mọi người. Mình thì nãy sáng mới đi ăn cơm xong. Ngon chưa? Lên đĩa em ơi. Còn một món bún bò Huế nữa. Xong hai chị em mình ăn thì mình sẽ đi quán cà phê.
Trời ơi, cái gì vàng vàng kia ta bây giờ mới để ý. Ừ, nó nóng lánh, nóng lánh à. Vàng giả đấy chứ em đưa tiền. Giỏi, phết. Ăn đi, ăn đi ông đói. Chị với chồng chị ăn nguyên một mâm cơm gọi là 20 món rồi, bây giờ thực ra nó có đói đâu. Ăn một mâm luôn à? Ừ, ăn nguyên mâm luôn mà. Đấy rồi đấy. Trang giờ nó làm công ty bận lắm, thứ bảy chủ nhật mới được nghỉ thôi, chứ còn ban ngày thì là đi em làm nhỉ. Em làm puli rồi. Đấy ạ. Ăn đi, ăn đi. Em mời các chị. Cháu đưa như này trộn lên đúng không? Ừ, trộn lên. Thích ăn tiêu bắc cho thêm thì cho. Em nghĩ tầm này là cháo lươn này là đặc sản Nghệ An đó. Nghệ An, Nghệ Tĩnh mình nói năm nay gạo mất mùa. Trang Nghệ Tĩnh à? À không ạ. Nghệ Tĩnh với Hà Tĩnh khác nhau đúng không? Hà Tĩnh với Nghệ An mà ngày xưa nó là một. Nó được gọi là Nghệ Tĩnh đúng ta, mình phát linh tinh thì người ta tính. Không phải đâu, sai rồi. Thôi coi như là không nói gì đi. Ngày xưa là cái gì Nghệ An với Hà Tĩnh nên người ta mới gọi là Nghệ Tĩnh đó. Thế á? Thế chi? Không biết lên đây sai là các anh các chị phê bình. Thì em nói thế, đúng thì đúng, không đúng thì trượt. Thì các cô, các chú thì sửa lại giúp em. Chứ em không có... Ăn đi em ơi. Không, của chị để chị ăn. Cầm đèn chạy trước ô tô đâu, nhưng mà ý là theo cái của em là thế chứ. Bên này giọng kiểu lớn lớn nhau nhỉ? Trong ông miền Trung ấy. Mà em cảm giác là Trang, giọng ba miền đều nói... Trang thì nhạc nào nó cũng nhảy à? Em ngu về lịch sử văn hóa Việt Nam. Thôi ăn đi, trộn vừa thôi. Nó vạ. Cái mồm thì mình sai thì cô chú sửa cho, nhờ cô chú ăn một lần nhưng mà ngon mà. Em lần đầu mới ăn cháo lươn. Chị ở miền Bắc chị cũng có món cháo lươn đâu. Cô chú bây giờ, cô chú xem thầy Thích Minh Tuệ xong là bây giờ cô chú không trách tội mình đâu. Mình có nói gì cô chú cũng bỏ qua. Nói thầy Thích Minh Tuệ ngày nào chị cũng xem. Ngày nào cũng xem, không có bài tìm. Không xem ở trên Facebook này, không có vào TikTok tìm mà. Từ ngày xem thầy Thích Minh Tuệ xong mình thấy bản thân mình ít ác đi. Ít ác đi, xong rồi mình thấy ai cũng tốt. Mình thấy mình gặp rất là nhiều người tốt. Thì chị đã xem ẩm thực mộng khai. Ai là mệt cười. Xong rồi đóng cái tủ lạnh cũng vâng. Chị ngày xưa khách bom hàng hay còn cào nhào mắng như thôi. Bây giờ người ta bom thì cũng vui vẻ. Thật mà. Ừ, công nghĩa là có người nọ người kia ấy, mời người mua thì khoảng 1-2 người, người ta đùa, người ta bom mình thì thôi, gọi là hoan hỉ. Kinh nhỉ, sao đùa kiểu đấy, đùa ác như vậy. Mọi người đồ nữa đi nhá. Ngon lắm. Cái này mùa đông là thì chị ăn ngon lắm. Bây giờ ăn cơm xong mấy chị em mình lại đi uống cà phê mọi người, gần nhà mình có cái chỗ này. Trước đây cái đợt mùa thu cũng hay đến nhưng mà lâu lắm rồi. Chưa đến. Nó dẫn Trang lên đây. Tưởng là đằng sau kia nó có cái vườn hoa cẩm tú cầu nhưng mà nhà này nó lại chưa nở. Vào em ơi, quay lại. Vừa nãy vào rồi bắt nó quay lại. Quay. Đi ngoan là phải diễn. Đẹp chưa? Đẹp. Thời tiết Hàn Quốc mấy này mưa mọi người ơi, thời tiết nó oi ấy. Không khác gì bên Việt Nam. Nền nhà ở nhà chung cư nhà mình nó ẩm. Anh chồng mình phải bật cái hệ thống lò sưởi để cho nó hết. Mùa hè là người ta mới mở cái nước này. Ủa, mới đầu tưởng là hoa thật, hóa ra là hoa giả mọi người ơi. Bây giờ vào trong gọi đồ, ở đây người ta cũng bán nhiều bánh kem các loại. Hả? Cái này món gì? Món gì ấy? Chua ấy, chị sợ nó chua. Không, chị uống đâu, chị sợ chua. Sao mới uống còn nữa đi. Đẹp. Bây giờ bên Hàn Quốc nhà hàng với lại quán cà phê tất cả là dùng máy tự động này mọi người. Thanh toán. Ngồi bên trong thì mát và ra bên ngoài thì nắng nhỉ. Sau một lúc thì đồ uống của chúng ta cũng ra, Trang lại gọi thêm một cái bánh kem nữa. Vừa chụp hình xong rồi ngồi buôn dưa lê mấy chị em. Tại vì cũng lâu lắm rồi không có thời gian ấy. Bên Hàn Quốc thì là mình cũng không có nhiều bạn bè mấy đâu. Thỉnh thoảng mấy chị em gặp nhau tâm sự này rất là vui. Rồi mọi người, mấy chị em ra đây ăn uống cà phê xong rồi phát hiện ra một cây đào. Đào lông, cái này là đào lông nha. Đào lông cái này phải đợi nó to. Đây mận hả em? Vâng. Còn đây là cây mận. Đây là đào. À đây là đào cứng. Giòn, đào cứng này. Cái này là đào không lông. Đào trơn chứ nhỉ? Vâng. Cái kia có lông thì cái này gọi là không lông gì. Ui cái này người ta trồng chỉ gọi là để trồng thôi chứ người ta không chăm bẵm cho, nhìn này nó sâu hết này em ơi. Mình xin một hai quả cũng có sao đâu nhỉ. Đâu? Đây. Ui, em có cả nhót nữa như. Chưa bao giờ đi được đi hai nhót ở bên Hàn luôn ấy. Đây mấy cái phần này người ta vãi ở này. Người ta vãi ở đấy. Nhót một vườn luôn đây này. Này cẩn thận ăn phải phân đấy. Ôi trời ơi. Nhót thật mọi người ơi. Chưa bao giờ được đi hái nhót.
sai lắm, sao cây nó lại chi chít này. Nhưng mà quả nó bé hơn ở Việt Nam em nhỉ? Quả nó bé ở Việt Nam chị ạ. Dạ, ăn đúng nó chua không biết. Không chị ơi, ăn đi. Đây nhà em ăn đi. Cho mình xin một quả. Ui. Cũng được. Ăn được à? Được à, em chẳng lâu luôn á. Chị không nào. Ui, nó không chua mà nó chát mọi người không? Ngoài này cũng có này. Ừ. Tại vì cái nguyên cái chỗ đất này là của quán cà phê này à. Mình đến mình tham quan, mình uống thì mình cũng có, không có làm hại hết cho này vào đây được. Còn đây là quả gì đấy Trang ơi? À đây là táo ấy à? Táo tí hon à? Ôi mình không nghĩ là cái ở đây người ta lại trồng nhiều thế đấy. Lên này. Wow, mọi người nguyên một cây nhót này. Nhưng mà không, không ngon đấy mày. Bên em không biết như là như ngày xưa chị ở Việt Nam chị không ăn nhót mấy đâu. Nhót này nó như này mà. Những quả khác thì ăn nhưng mà nhót thì không không ăn mấy. Nhưng mà nhìn thích nhờ, mê nhờ. Hôm nay đi chụp hình cho hai em này gọi là nguyên một bộ sưu tập rồi. Em nào cũng đẹp gọi là ngất ngây con gà tây luôn. Mệt không chị? Mệt. Ăn nhót đi đỡ mệt. Ôi đi cây nhà em đấy, ăn đi chị. Cẩn thận ăn đi, cẩn thận người ta phun thuốc thứ. Thế ạ? À? Bốn xung quanh toàn cánh đồng lúa. Hiện tại đúng là cái chỗ này nó là cái tất cả là hoa cẩm tú cầu, nhưng mà nhà này thì lại trồng muộn phải đầu tháng 7 cơ. Hôm nay mình cứ tưởng là nó ấy nó nở rồi thì đến để chụp hình thôi, nhưng mà rất tiếc là chưa. Trang bảo nó quay MV cho Trang này. Lời hứa anh trao em ngày xưa, nếu anh yêu ai thì anh yêu mãi người ở đây. Ok. Yêu một người thôi chị. Không. Hay. Phải đổ chị quả nhạc ấy nào. Hả? Nhạc cổ truyền hay nhạc truyền thống gì? Ba tôi đưa tôi ra đầu làng một nhạc mình nhạc ba đôi cả trời nắng. Wow. Gió cuốn mây trôi theo tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi về làng. Làng tôi quanh co quanh co. Làng tôi quanh co có đông dầm to. Ôi hát hay thế. Hay. Hay là được rồi. Rồi hát hay dã man. Nóng tài vặt. Rồi mình đi uống cà phê mình lần lăn mãi đây ta. Hả? Giải quyết nỗi buồn đấy. Ôi chết rồi, thế mình cứ theo nó như treo đấy, chồng mới có nhà vệ sinh tào lao. Thế mình thật thà dễ tin. Ờ chưa, cái này mấy hôm nữa. Cúc một tí hon à? Cúc không? Ừ. Gọi là cúc tí hon, nó bé gọi là tí hon. Cánh đồng lúa gọi là trong xanh bát ngát đẹp. Nguyên một đám mây đen gì mọi người, hôm nay tối nay thế mà mưa mà. Tối nay mưa mà. Cái cây này nhá, ở chỗ khác là nó nở rồi đấy chị ạ. À? Cái này nó giống khác. Năm nào nó cũng nở muộn. Cây này là cây cẩu tú cầm mà chị Ngoan thì không tin. Chị cứ cãi em là cẩm tú cầu. Đấy. Thế, nó tưởng mình ngố hay sao trời. Nó đi nắm kiến các thứ lắm Trang ơi. Nắm kiến với lại côn trùng nhiều. Thì thôi bây giờ mấy chị em mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh của gia đình nhà em Ngoan. Hẹn là mọi người vào những clip tiếp theo ạ.